Câu nói của Dev trở thành trích dẫn tiêu biểu ở Hàn Quốc, từ Son Heung-min tới các idol K-pop. Điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường. Câu nói của Dev trong một bài phỏng vấn ở Chung kết Thế giới 2022 đang trở thành trích dẫn cực kỳ phổ biến ở Hàn Quốc thời gian qua. Sau khi Dragon X để thua trận mở màn vòng bảng trước Rock, Dev đã có những chia sẻ trên. Và quả thực, xạ thủ này cùng các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh to lớn khi từng bước vượt qua những trận đấu khó khăn để tiến đến ngôi vô địch. Câu nói của Dev không chỉ ý nghĩa mà còn rất thực tế, vì thế nó nhanh chóng trở nên cực kỳ phổ biến ở Hàn Quốc. Không chỉ là lời động viên được các fan sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, nó còn là trích dẫn tiêu biểu xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trích dẫn này đã xuất hiện trong bộ ảnh mới đây của nhóm nhạc Le Sserafim trên kênh MBC. Tiếp đó, diễn viên Park Joo-min cũng một lần nữa sử dụng trong buổi stream của mình. Thậm chí, kênh truyền hình SBO TV cũng dùng nó trong một bài thi thể lực. Mới đây nhất, câu nói của Dev đã xuất hiện ở World Cup 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây chính là trích dẫn mà ngôi sao Son Heung-min đã chọn trong hồ sơ giới thiệu của mình. Là một người cũng có đam mê với Liên Minh, tiền đạo của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc chắc chắn không thể nào bỏ qua câu nói này. Rõ ràng, thông điệp này mang đầy năng lực tích cực và thực sự có tính truyền cảm hứng vô cùng cao. Dev luôn là một trong những tuyển thủ có lượng fan đông đảo bậc nhất làng Liên Minh Hàn Quốc suốt nhiều năm qua. Với tài năng cùng nhân cách sáng ngời, không khó hiểu khi xạ thủ sinh năm 96 tiếp tục có được hàng loạt sự ủng hộ, đặc biệt từ những người bắt đầu tìm hiểu câu trích dẫn nói trên.